Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi xảy ra vụ tấn công tại tòa nhà Rokos City Hall nằm trên đường Vành Đai MKAZ giữa thủ đô Moscow và tỉnh Moscow, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Người trực tiếp tham gia công tác bảo hộ công dân Việt Nam cho biết, hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này. Ngay sau khi nhận được tin, đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5 giờ ngày 23 tháng 3 đã giải cứu được 12 người Việt đưa họ về nhà an toàn. Ngoài ra, cán bộ đại sứ quán cũng đến nơi tập kết người để sơ cứu tìm xem còn người Việt Nam nào không và cho đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân nào là người Việt Nam cũng theo tham tán Vũ Xuân Việt. Trước mỗi thông tin về mất an toàn hay tấn công nguy hiểm, đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông qua các hội đoàn các nhóm mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người Việt Nam tại Nga. Nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, hạn chế đến những nơi đông người như bến tàu, bến xe, ga tàu điện ngầm, nhà hát, chợ đầu mối đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác theo dõi báo đại địa phương, tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng kêu gọi bà con, khi mà xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó thì liên hệ ngay với Bộ phận Bảo hộ Công dân, Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga theo số hotline trực 24 trên 7. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 có bài phát biểu trước cả nước về vụ nổ súng ở khu phức hợp Crocus khiến hàng trăm người thương vong. Ông chỉ trích vụ tấn công là hành vi kinh hoàng, cam kết sẽ trừng phạt tất cả những người có liên quan. Đồng thời ông Putin tuyên bố quốc tang vào ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm nhiệm vụ phản ứng, cứu hộ tại hiện trường, cơ quan thực thi pháp luật và những công dân bình thường đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang nỗ lực thực hiện các biện pháp tập trung vào việc ngăn chặn không để bất kỳ sự việc tương tự nào xảy ra nữa. Ông tuyên bố, tại Moscow và trên toàn tỉnh Moscow cũng như ở tất cả các vùng của đất nước, các biện pháp chống tấn công và chống phá hoại bổ sung đã được áp dụng. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tấn công này phạm thêm tội ác mới. Tổng thống Nga cũng đề cập lại thông tin đã được cơ quan an ninh đưa ra trước đó về việc đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ xả súng. Ông nói thêm, những kẻ tấn công bị bắt quả tang đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một con đường vượt biên đã được chuẩn bị. Ông nhấn mạnh, tất cả thủ phạm, người tổ chức và chủ mưu đằng sau tội ác này sẽ phải nhận hình phạt công bằng và tất yếu, dù họ là ai ai hướng dẫn họ. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau, những kẻ đã chuẩn bị hành vi tàn bạo này, cuộc tấn công vào nước Nga và người dân của chúng tôi. Tuy nhiên, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công ở Moscow và rằng những gợi ý về mối liên hệ với Ukraine không có gì giống với thực tế. Khu phức hợp trung tâm thương mại Krokos City Hall ở thị trấn Krasnogorsk ngoài ô phía tây Moscow đã bị các tay súng tấn công vào tối 22 tháng 3 giờ địa phương. Vụ tấn công xảy ra ở thời điểm ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Nga Picnic, khi địa điểm có sức chứa ước tính khoảng 7.500 người đã gần kín chỗ. Những kẻ tấn công trang bị súng trường, đột nhập và xả súng vào khán giả, sau đó đốt cháy tòa nhà và bỏ trốn khỏi hiện trường. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang FSB Alexander Bonikov đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 cá nhân liên quan đến vụ tấn công tại tòa thị chính Krokus ở thị trấn Krasnogov, ngoại ô Moscow. Theo ông, trong số những người bị bắt giữ có 4 kẻ tấn công trực tiếp liên quan đến vụ xả súng. Chúng bị giam giữ cách nhau vài giờ ở vùng Brian. Sau khi những kẻ tấn công tại tòa thị chính Krokus bị bắt, một trong số chúng thừa nhận đã đồng ý thực hiện vụ tấn công vì tiền và cho biết hắn nhận lời với giá 500.000 rúp. Theo FSB, những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công vào tòa thị chính Krokus. Sau vụ tấn công, bọn tội phạm có ý định vượt biên giới giữa Nga và Ukraine vì chúng có liên hệ với phía Ukraine. Tuy nhiên, bọn tội phạm không đến được biên giới với Ukraine và bị chặn lại trên đường đi ở vùng Bryansk. Hãng tin Sputnik đã công bố một video cho thấy nghi phạm tên là Samusdin Faris Doom, sinh năm 1998 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương với 5.400 đô la Mỹ nếu thực hiện vụ tấn công ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền ở trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rúp, tương đương với 10.800 đô la Mỹ. Những người quản lý Telegram đã giao cho người đàn ông một nhiệm vụ và chuyển một nửa số tiền vào thẻ của anh ta. Người này được cung cấp vũ khí và được huấn luyện trong một tháng. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby hôm 22 tháng 3 cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine hay người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Krokos City Hall ở Tây Bắc Moscow, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 nạn nhân khác bị thương. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Polodiak cũng phủ nhận Kiev có liên quan đến sự việc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó đặt câu hỏi, các quan chức ở Washington dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận giữa thảm kịch về sự vô tội của ai đó? Bà Zakharova nhấn mạnh, nếu Mỹ có thông tin, họ nên chia sẻ và ngược lại. Họ không nên phát biểu như vậy nếu không có bằng chứng. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Một quan chức Mỹ xin giấu tên tiết lộ, Washington có thông tin tình báo khẳng định IS đứng sau sự cố. Người này lưu ý trong những tuần gần đây, Mỹ cũng đã cảnh báo Nga về khả năng xảy ra tấn công. Cùng ngày, phó chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga, Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow cần phải truy lùng và trừng phạt không thương tiếc những kẻ tổ chức cũng như trực tiếp gây ra vụ xả súng thảm sát ở Crocus City Hall. Ông Medvedev viết trên kênh Telegram, những kẻ khủng bố phải hiểu rằng sẽ chỉ có sự khủng khiếp đáp lại, không có phiên tòa hay cuộc điều tra nào giúp ích nếu vũ lực không được đáp lại bằng vũ lực và những trường hợp thiệt mạng được đáp trả bằng việc hành quyết những kẻ khủng bố và trừng phạt gia đình chúng. Cựu Tổng thống Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ trả đũa nghiêm khắc nếu chính phủ Ukraine bị phát hiện dính liễu đến vụ việc. Theo đài RT, vụ xả súng xảy ra tối 22 tháng 3 tại trung tâm Krokus City Hall ở Krasnogorsk một vùng ngoại ô Tây Bắc Moscow. Trong khi đó, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi được cảnh các tay súng tiến vào bên trong tòa nhà Krokus City Hall. Trong một đoạn video ngắn khác dường như được quay từ điện thoại cá nhân với chất lượng thấp, một số người đang cúi thấp và cố gắng chạy trốn giữa tiếng súng vang lên không ngừng. Một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắt qua sông Moscow ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi nhắm bắn đám đông, những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà, khiến tổ hợp Rocker City Hall chìm trong biển lửa. Một số lượng lớn cảnh sát, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Hiện hỏa hoạn đã được khống chế. Nhà chức trách Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS từ xưng cũng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ, thị trưởng Moscow, Sergey Sozanin, vừa ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở Thủ đô Nga vào cuối tuần này. Theo cơ quan chức năng Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng gồm ít nhất 5 người xông vào tấn công Crocus City Hall tối thứ Sáu. Nhóm này được cho là đã châm lửa phóng hỏa tòa nhà, trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm người phát ngôn của ủy ban điều tra svetlana petrenko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và trích xuất camera an ninh